số 33, Phoebe Minh Thư Lâm đến từ California, 22 tuổi. Thí sinh số 34, Amy Kim Anh Đình đến từ California, 22 tuổi. Thí sinh số 35, Cindy Thúy Trần, đến từ Virginia, 19 tuổi. Thí sinh số 36, Shala Thùy Giang Nguyễn, đến từ California, 24 tuổi. Thí sinh 37, Michelle Hà, đến từ Canada, 19 tuổi. Thí sinh số 38, Ria Somerville, đến từ Đức, 22 tuổi. Thí sinh 39, Diệp Hồng Nguyễn, đến từ Việt Nam, 22 tuổi. Thí sinh số 40, Hồng Miên Lê, đến từ Canada, 23 tuổi. Man, this is putting the opera to sleep, man. Hey, tell that dude over there in the choir to wake up. I know we're not doing one of these again. I thought we came to change the game. I thought we had Linda TD in the building. Hey, man, let's flip it on some new stuff, for real, though. Yeah. Okay. Now that's what I'm talking about. You already know. It's your boy, Kalian. We got the queen of pop, Linda TD, the Vietnamese superstar, the one and only. You better act like you know, Linda TD. Linda TD in the house. Come on, girl. Can't help, can't hear you. Oh, it's me, only me again. Yes, it's true. TD, you the bomb on my mind, girl. You hotter than Tahiti in my room. You all over the walls like graffiti. You know the name, Kalian. Holler when you see me. Talk to me, baby, and softly. You would do what I want you to do. I'ma do it. Lie down gently and show me what you do. Make it smooth, be my fool. Oh, I'ma show. Don't worry, have no fear, dear. Like a thief in the night, I will take. I ain't scared. And take what I was here for. I'll leave you wanting more. Come and get it. Let's get just one thing. We'll meet at half past eight. I'll be there. And even if I'm late, you better wait.
problem. Hey, yo, one, shorty, you a whole lot of fun. We kick back and relax while enjoying the sun. And she shines just like diamonds and rubies and pearls. Two, you're second to none. You that girl, how you moving them hips? How you do that, girl? I don't know what you're doing, but you're doing it well. And that angelic voice, yeah, smooth as hell. And the crowd hear it too, it's like they trapped in a spell. Three, your sleek frame and you're nice and petite. And four, for the way you're never missing a beat. And that gift that you have ain't something you teach. I know hot when I hear it, man, my ear in the street. Five, it's your eyes, I call you almond joy. Six, the hardest thug, turn to mama's boy. Back off, unless you want drama, boy. Don't make me drop bombs like I'm Osama, boy. Seven, you a gift from heaven. Eight, cause damn, you could cook up a plate. Every bite tastes scrumptious, it's great. And you do what you're doing with so much grace. Nine, you pamper me like all of the time. And you look like Gucci, tastes like finest wine. And the day I saw you when my searching in, you a dime piece, girl, you my perfect ten. Get enough for this one right here. This is like, this is on fire, man. Anh rất là vui là tại vì em chia sẻ và là những cái ý tưởng của em cũng như là những cái sự hiểu biết của em. Bây giờ nếu mà trong tương lai đó, hệ thống đồ điện VBS tổ chức một cái cuộc là thi người đẹp nhất Việt Nam, em có muốn đóng một cái vai trò nào ở trong cái chương trình đó hay không? Giống như em đã nói anh Chris là em có lẽ em sẽ không có tham gia cái chương trình bằng một là một cái cương vị của một thí sinh. Vâng. Tuy nhiên nếu mà cái chương trình cần em giúp đỡ một cái chuyện gì đó, giúp đỡ về cho những người thí sinh hay là những cái gì khả năng em có thể làm được thì yes, em có thể giúp anh Chris cũng như đài VBS hopefully vâng. sẽ làm cho cái cuộc thi đó nó successful. Vâng. Đối với lại những người bạn trẻ cũng như là khắp Việt Nam, khắp toàn cầu như vậy dạ. thì em sẽ có cái lời nói gì để chuyển đạt đến tất cả các bạn trẻ của em? I just want to say that be yourself. Most important thing là just be yourself and học những gì mình có thể học được xung quanh của mình, học được những cái điều tốt, trèo lên những cái bức thang tương lai, những cái gì mà trong cái khả năng của mình mà thôi. Nhưng mà most important thing là just be yourself. You don't have to be anyone else. Tại vì những everyone else is taking. So just be yourself and do the best out of yourself. Ok. Trở lại gọi là những cái cuộc mà em đi, anh biết là ngoài cái việc em đi học và cũng như là em đã có cái vương niệm Hoa Khôi Liên Trường, rồi em có tham gia rất là nhiều cái fashion show, đúng không? Thì em thấy các cô mà người mẫu của Việt Nam, cái tiêu chuẩn nó có đúng hay không? Cái tiêu chuẩn về, tại vì phải nói là cái sân chơi người mẫu đó anh. Cái ngành nghề người mẫu nó cũng rất là professional, hiện giờ nó đã lan truyền đến bên Việt Nam rất là phải nói là rất là nhiều. Tuy nhiên ở bên Mỹ này thì cộng đồng của mình còn rất là nhỏ bé, cho nên cái ngành nghề người mẫu đó nó pha lẫn chơi và thật. Vậy cho nên có những người văn họ có phải nói là anh nói là chuẩn theo cái hai từ người mẫu thì có, và cũng có những người mới bước vào ngành nghề cũng là vừa chơi thôi, vừa chơi vừa thật thôi, cho nên cũng tùy theo cái environment mà mình sinh hoạt. Nếu mà mình professionally thì yes, nó cũng có cái chỗ cho mình làm professionally, còn cũng có cái chỗ sân chơi để cho mình có thể rèn luyện thêm cái tự tin của mình. Vâng, hy vọng là tất cả các bạn trẻ ở khắp năm nơi, khắp năm châu, khắp mọi nơi hãy gửi tất cả những video mình có cũng như là những hình ảnh, information, những cái cá nhân, những tài liệu cá nhân về cho hệ thống đồ điện VBS. Chúng tôi sẽ cố gắng phát hình cho tất cả quý vị những chương trình thật đặc sắc của quý vị gửi về. Và để tiếp theo đó thì một câu hỏi hơi khó trả lời cho em nhé. Đó là anh biết là em đang đi học và em có một cái plan của em và cũng như em đã thực hiện những cái business của em. Thì đối với em, cái đời sống của một người phụ nữ, nhất là cái người phụ nữ Việt Nam, là em phải duy trì và em bảo tồn văn hóa và cũng như là cái family. Thì trong tương lai, sau khi nếu mà em thành công, em ra trường xong xuôi rồi, em có lập gia đình xong rồi đó, em nghĩ là cái thế hệ thứ hai của em đó, thì em sẽ khuyến khích người ta
làm những cái việc mà cũng giống như em đang làm, nghĩa là đi học để bảo tồn những cái văn hóa và build một cái family, tức là tạo dựng một cái gia đình, và cũng như là những giữ tất cả những cái culture đó. Em sẽ nghĩ gì về cái tương lai cái gia đình của em? À, vâng thưa anh Chris, khi những gì mà em đang làm bây giờ đó, thì đó là những gì mà em nghĩ em sẽ truyền xuống cho con cháu của em sau này. Đúng. Em muốn làm một cái role model. Vâng. Thì bây giờ ngày xưa mẹ như vậy, vâng, bà như vậy, thì bà cũng mong con cháu của bà cũng đi theo cái đường của bà nếu mà các con muốn. Vâng. Tại vì em sẽ vạch ra một cái đường mà sạch sẽ cho con của em đi. Vâng. Và em mong rằng nếu nó thích thì nó có thể đi. Còn nếu không thì em respect cái suy nghĩ của nó. Tại vì mai này cái generation nhỏ hơn nó sẽ suy nghĩ khác hơn mình rất là nhiều. Tuy nhiên cái quan trọng nhất em sẽ luôn dẫn dắt con của em là phải nhớ đến tiếng Việt. Và lúc nào cũng có thể nói được tiếng Việt và nhớ đến văn hóa của người Việt Nam của mình. Rất là hay. Rất là vui để cũng như là mời em tiếp chuyện và hậu chuyện với tất cả các khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS ngày hôm nay. Anh hy vọng là sẽ có nhiều cái chương trình và nhiều thời gian hơn để em có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của em nhiều hơn. Thì bây giờ trước khi mà anh em mình chào tạm biệt đến quý khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS, thì mời em gửi lời chào đến tất cả các fan của em. Dạ vâng, Honey cảm ơn quý vị đã nhín thời gian ra để nghe anh em của Annie và anh Chris tâm sự. Và mong rằng quý vị sẽ có một cái ngày Christmas thật an vui bên gia đình, cũng như một năm mới thật là an lành và bình an. Cảm ơn em. Trước khi Hoa Khôi Liên Trường, Hàng Đi 2012 và Andy Chris chào tạm biệt, xin mời tất cả quý vị hãy gửi tất cả những hình ảnh video của tất cả quý vị về hệ thống truyền hình VBS. Chương trình sẽ được tổ chức vào năm 2013. Và một lần nữa xin trân trọng chúc cho tất cả quý vị một ngày thật hạnh phúc, bình an và thành công trên mọi lĩnh vực. Xin trân trọng kính chào và xin tạm biệt.